Hello, chào mừng em đã quay trở lại với channel của Vida Shop. Karaoke từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần của mọi người, của mọi nhà. Và đối với những em đang đam mê karaoke, thì việc nâng cấp dàn karaoke của mình trở nên hay hơn, tốt hơn, chuyên nghiệp hơn là điều anh em hằng mong muốn. Tuy nhiên, một số anh em đang sở hữu dàn karaoke tại gia đình và những anh em đang kinh doanh karaoke bình dân luôn cứ than phiền rằng mặc dù đã có dàn loa karaoke rất tốt nhưng mà nhạc vẫn đánh chưa bay và sung và đã có mixer, có men kết hợp lại, tuy nhiên nhạc vẫn chưa bốc. Vậy tại sao anh em không rước ngay chiếc loa sub BS Audio Pro UK112SA này về nhà để biến dàn karaoke của anh em trở nên chuyên nghiệp hơn? Là phiên bản uy tín của chiếc BS Audio 112SA thì chiếc loa sub BS Audio Pro UK112SA này được hãng chăm chút và cải tiến về mẫu mã cũng như tính năng để biến chiếc loa sub này trở nên chuyên nghiệp và cao cấp hơn. Loa sub BS Audio Pro UK112SA có thiết kế vô cùng hiện đại, thùng loa được làm bằng gỗ, có màu vân gỗ vô cùng sang trọng. Hai mặt lưng và một số chi tiết khác có màu đen làm cho loa trở nên bắt mắt hơn. Loa cũng được bố trí cổng van nong giúp cho việc kết nối với mixer dễ dàng hơn. Và bass loa có găng loa dày dặn giúp cho việc loa đánh nhạc trong thời gian dài mà không bị nhão. Với thiết kế vô cùng nhỏ gọn, chỉ với chiều rộng 400, chiều cao 430 và chiều dài 435mm, đồng thời đây là chiếc loa sub nằm ngang nên giúp cho anh em dễ dàng trong việc di chuyển và lắp đặt trong dàn karaoke của mình. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những tính năng ưu việt của chiếc loa sub BS Audio Pro UK112SA này nhé. Đầu tiên, loa bass 30 cho tiếng loa khỏe, bền và chịu độ cực tốt. Thứ hai, khi chơi loa sub này không bị ù này và cho tiếng DJ cực chắc. Thứ ba, khi sử dụng loa không bị tức và ồn, cho tiếng bass mềm mại và sâu lắng. Và đồng thời, đây là chiếc loa sub điện nên không bị tiêu tốn âm ly. Và đặc biệt hơn nữa, chiếc loa sub này phù hợp với những dàn karaoke gia đình và những quán hát karaoke có diện tích dưới 25m². Loa sub BS Audio Pro UK112SA biến dàn karaoke trở nên chuyên nghiệp hơn. Chỉ với 7 triệu đồng, anh em đã có thể sử dụng ngay chiếc BS Audio Pro UK112SA này tại Vida Shop với những phần quà và những ưu đãi hấp dẫn cùng với chính sách bảo hành 12 tháng miễn phí. Liên hệ ngay với Vida Shop qua số hotline 0902 699 186 902 799 186 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí anh em nhé. Hoặc ghé ngay các showroom của Vida Shop để được trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Hãy like, share video này nếu anh em cảm thấy hay và đừng quên đăng ký kênh của Vida Shop nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.